Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Bài Bao La Tình Chúa là bài rất quen thuộc với tất cả thánh gia, thánh ca thánh giáo chúng ta. Bài của nhạc sĩ Giang Ân, viết ở giọng La Thứ. Vì chúng ta nhìn thấy ở bài này không một dấu thăng dáng gì, cũng như kết bài phần phân khúc tiểu khúc đều là nốt La, phân định là La Thứ. Ở giọng La Thứ chúng ta có các hợp âm La Thứ, Si giảm là hai này, Đô trưởng, Rê Thứ, Mi Thứ, Pha trưởng và Son. Mi Thứ, Mi trưởng, Pha trưởng và Son trưởng. Nhưng để bấm cho nó hay và hài hòa thì chúng ta sẽ bấm các hợp âm ở bài này là La Thứ. Chúng ta sẽ luôn luôn bấm ở La Thứ ở đây. Bài phải là Đô Mí, bài trái nốt La. Tiếp tục Đô trưởng ta bấm ở đây, Son Đô Mí ở đây, Son trưởng bấm ở đây, còn Si Rế. Tiếp tục Pha ở bài này là chúng ta sẽ bấm Pha 5/7, cho nên chúng ta sẽ bấm là tay phải là Đô Mí, còn tay trái nốt Pha. Tất cả ở này Pha đều là Pha 5/7 hết. Tay phải bấm là Đô Mí, tay trái bấm nút Pha. Anh chị nhìn thấy trên màn hình có chữ F, M lớn và 7, đấy gọi là Pha Major 7. Chúng ta sẽ bấm như thế này. Rê Thứ chúng ta sẽ bấm ở đây. Mi Thứ 7 thì chúng ta sẽ bấm đây. Tay phải là Sòn Si Rế, tay trái chúng ta bấm nốt Mi. Đây là Mi Thứ 7. Còn Mi Trưởng chúng ta sẽ bấm đây, Sòn Thăng Si Mi. Chơi một chút về các âm bấm. Bây giờ chúng ta vào bài. Câu đầu tiên là Bao La Tình Chúa Yêu Con Mênh Mông Như Biển Thái Bình. Thì ở đây chúng ta vào chữ La luôn cũng được, hoặc là tận tới nốt Con thì chúng ta mới đệm cũng được. Ví dụ Bao La Tình Chúa Yêu Con thì chúng ta mới vào. Còn có thể có những bạn thích thì chúng ta sẽ vào Bao La luôn. Bao La Tình Chúa Yêu Con được. Có hai sự lựa chọn, một là chữ Con chúng ta mới vào, hoặc là chữ La chúng ta đã vào rồi. Thì chữ La chúng ta sẽ sang La Thứ này. Chúa yêu con. Chữ Con chúng ta có thể sang Pha Major 7 hoặc là La Thứ, tùy cảm nhận mỗi người, tùy sở thích. Bao La Tình Chúa Yêu Con. Theo mình thì nên giữ nguyên La. Còn nếu bạn nào thích sự thay đổi thì chúng ta sẽ sang Pha trưởng. Bao La Tình Chúa Yêu Con. Thì nó tạo màu sắc khác hơn. Nếu mà thích êm dịu, không chuyển nhiều ra chữ nguyên La. Mênh mông chúng ta sang Son trưởng. Mênh mông như biển Thái Bình. Mông chúng ta sang Son trưởng. Bình chúng ta sang Đô trưởng. Mông, Son trưởng, Sòn Si Thế, tay trái nốt Son này. Thái Bình chúng ta sang Đô trưởng, Sòn Đô Mỹ. Thái mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào, câu thứ hai, dạt dào chúng ta sang La Thứ. Dạt dào như ngàn con sóng. Sóng chúng ta sẽ sang Mi Thứ Bát Son. Dạt dào như ngàn con sóng. Vỗ về chúng ta lại sang Pha Major 7. Vỗ về năm tháng, tháng đời con. Ở cái câu dạt dào như con sóng này chúng ta có hai cái hợp âm khó, đó là Mi Thứ Bát Son. Mi Thứ Bát Son chúng ta tay phải bấm Sòn Si Mí, còn tay trái chúng ta bấm nút Son. Đây là chúng ta phải bấm Mi Thứ Bát Son. Tức là tay phải các bạn bấm hợp, chị Mai tay phải bấm hợp âm Mi Thứ, còn tay trái ta bấm nút Son là Mi Thứ Bát Son. Vỗ về vẫn là Pha Major 7. Trong Major 7 thì em vừa hướng dẫn rồi là Đô Mí, tay trái nốt Pha. Vỗ về cái chữ tháng này này thì nếu ai không bấm được thì có thể bỏ qua để sang chữ Con Mi trưởng luôn. Còn nếu bấm cái C7 này, thực ra nó là C7 tháng 9 cơ, thì cái thiếu C7 tháng 9 thì chúng ta sẽ bấm như sau. Tay phải chúng ta bấm đang ở pha Major 7 là Đô Mí như thế này, thì chúng ta chuyển mỗi nốt Mi thành Mi dáng thôi. Còn tay trái chúng ta bấm nốt C. Vô về năm tháng đời con. Vô về năm tháng đời con. Vỗ về năm tháng đời con.
Nếu không thích chúng ta bỏ qua cái si 7 này nhé các bạn nhé. Vỗ về năm tháng nơi con. Để nguyên từ pha sang mi cũng được, không cần bấm cũng được. Ai thích bấm thì bấm. Mình có thêm sự lựa chọn cho chị và các bạn thôi. Vỗ về năm tháng đời con. Đó. Câu tiếp theo, tình ngài như mưa đỉnh núi. Thì trước khi sang chữ ngài, chúng ta có một hợp âm lướt là hợp âm la. Nhưng ở đây thì thôi chúng ta sẽ không bấm vào âm la này. Chúng ta thẳng sang thẳng chữ ngài. Tình ngài như mưa đỉnh núi này. Thì chữ ngài chúng ta sẽ sang rê thứ. Tình ngài như mưa sang son trưởng. Và đỉnh núi ta sang đô trưởng. Ba tổ hợp âm là rê thứ, son trưởng và đô trưởng. Tình ngài như mưa đỉnh núi. Tình ngài như mưa đỉnh núi. Ở đây nếu tốt hơn chúng ta có thể bấm son 7 ở chỗ này. Bởi vì chúng ta đang bấm tay phải là rê phá ở đây. Thì sang son 7 chúng ta sẽ bấm son si rê phá. Chúng ta sẽ bấm son. Tình ngài như mưa đỉnh núi. Còn không bấm được thì chúng ta bấm son trưởng, son si thế. Tình ngài như mưa đỉnh núi. Là sang đô trưởng như cũ này. Suốt đời là pha trưởng, suốt đời tuân đố sắt rào. Pha major 7 xong đến mi thứ 7. Suốt đời tuân đố sắt rào. Suốt đời là pha major 7, chúng ta tay phải bấm la đô mi, tay trái bấm nốt pha như cũ. Dạt rào, chữ rào chúng ta sang mi thứ 7. Còn cái hợp âm son ở chữ đổ này chúng ta bấm cũng được không bấm được. Suốt đời tuân đố sắt rào. Tùy lựa chọn ta có bấm hay không. Mi thứ 7 chúng ta bấm son si rế, tay phải tay trái ta bấm luôn mi. Đó. Câu tiếp theo thì mình giới thiệu trước là tay phải chúng ta sẽ giữ nguyên mi thứ hoặc là mi thứ 7. Tùy, còn tay trái chúng ta đi lần lượt từ mi, rê thăng, rê, đô, si, quay về mi rồi lại là sắt rào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Đấy. Tay phải ta giữ nguyên như này, còn khi đấy hoặc là tròn si mí như này, thì lựa chọn hai lựa chọn đấy. Còn tay trái đi lùi mi rê rê đô si mi là một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Riêng cái chữ sau chữ yêu ấy, trước chữ vô cho chữ yêu chúng ta có một âm mi trưởng, thì chúng ta sẽ bấm son thăng si mi, mi trưởng để về la thứ, son thăng si mi để về la thứ. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Đấy, thì tay trái các bạn lưu ý thật kỹ chỗ này nhé. Mi rê thăng rê thường đô si mi la để tạo một sự chuyển động cho phần tay trái. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Đúng ra chữ biên này trong cái phần solo của mình ấy, là mình sẽ sang la trưởng rồi về la sút rồi về la trưởng cơ, nhưng mà thôi giới thiệu hướng dẫn đơn giản nhất thì chúng ta bấm về la thứ luôn. Một tình, đúng là một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Chưa chắc bấm organ đã hợp ấy, ta có thể sang la thứ luôn các bạn nhé. Rồi sang câu điệp khúc. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Thì hồng ân này chúng ta sang đô 7. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Đô 7 chúng ta sẽ bấm tay phải son si dáng mi. Tay trái bấm nốt đô. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Nâng đỡ ủi an trong tay vòng tay thương mến.
thì các bạn lưu ý là đô 7 là sẽ bấm sòn si dáng mi, tay trái bấm một đô. Fa major 7 thì chúng ta lại như cũ. Mi thứ 7 lại như cũ. Ở đây có âm re thứ 7. Re thứ 7 các bạn sẽ bấm cho mình tay phải là fa la đô, tay trái đốt re như này. Hoặc là chúng ta cũng lại bấm, chúng ta có thể bấm là la đô phá tay phải. Tay trái bấm nốt re. Đấy. Các bạn tiện nào bấm thì các bạn bấm cho nó dễ. Đây. Chúng ta bấm re thứ 7. Re thứ 7 ở đây. Sau đây có một âm son trưởng. Đấy, re thứ và sang son thì đa số chúng ta sang son 7. Đây thì mình sẽ điền thêm cái son 7 vào đây cho các bạn. Vào đây. Như lần trước re thứ sang son 7. Re thứ này. Son 7 này. Rồi lại về đô. Tổ hợp re thứ son đô là ba tổ hợp rất là quen thuộc. Vòng của vòng 251. Mình hát lại đoạn này. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ ủi an trong tay vòng tay thương mến. Câu 2. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không nơi côi, ôi tình tuyệt vời. Câu thứ nhất và câu thứ hai khác nhau như sau. Câu thứ nhất là re thứ xong rồi sang son để về đô, còn là câu thứ hai kết thì re thứ xong chúng ta sang mi trưởng và về la. Hai câu chỉ khác nhau ở như thế. Vậy phần điệp khúc chúng ta có các hợp âm là fa major 7, mi thứ 7, re thứ 7 hoặc là re thứ tùy các bạn, son 7 về đô, đô xong ta sang đô 7 rồi lại quay lại pha. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ ủi an vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn và chị Mai toàn bộ phần đệm cho bài Bao La Tình Chúa này. Về phần intro thì chị Mai em nghĩ là chúng ta sẽ đánh tầm 4 đô nhịp rất là ngắn thôi. Chúng ta có thể chọn câu nhịp khúc đô re mi 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 re mi đô re 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 mi là đô 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 si son la. Là chúng ta có thể vào hát được rồi. Chúng ta đánh cái câu đời có Chúa em trôi rất từ con nguyên câu đấy đến hết thì chúng ta có thể người hát có thể hát được rồi, bởi vì bài này cũng là bài hiệp lễ, dạo cũng dài một chút thế cũng không sao. Thì khi dạo như thế thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ đánh tay phải lẫn và hợp âm luôn. Đấy, cái này thì tay phải hai nốt đầu phải giữ, rồi cái nốt cuối cùng này chúng ta phải bấm theo giai điệu. Còn là cách dễ hơn chúng ta sẽ đánh là tay trái bấm ba nốt phá là đố này, như thế mi thứ 7, re thứ 7, mi trưởng. Đó là cách đơn giản hơn. Thực ra nó không hay bằng cách kia nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn cho chúng ta. Nào ngắt một chút, mình tập vào. Bao la tình Chúa yêu con mênh
mông như biển Thái Bình, đặt rào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, tiêu từ tinh đổ sẵn rào, một tình hồng ân Chúa như. Vậy thì chúng ta sẽ vào tôi dạo và hát đệm như thế. Thì ở bài này em sẽ hướng dẫn chị những cách như vậy, từ đơn giản đến phức tạp hơn. Nó có một số các âm khá lạ, nhưng mà chị chưa quen thì chị cố gắng nhìn và tập thật kỹ. Ở video của em đến đây kết thúc. Xin chào Mai và toàn bộ các bạn đã xem video. Hy vọng là video hữu ích cho các bạn trong việc đệm hát nhà thờ phục vụ tôn vinh Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.